cái đã mà trong sinh giảng thầy cũng có nói đó, khắp thế giới cửa nhà tan nát rồi đó, bây giờ sụp đổ ầm ĩ, sụp đổ ầm ĩ, rồi lớp thì chiến tranh đó, rồi lớp thì dịch bệnh đó, chết chóc đủ thứ đó, là nó đã có rồi đó. Khuyên chúng sanh hãy gắng tu hành, hãy gắng tu hành. Cho nên đó là một đoạn đó, một đoạn này thầy nói là ra đi dặn bản lời ha, các đạo tà mu khéo âm thầm, dân giá tránh kẻo lâm mà khổ, chúng nó xuống thiên răng nhiều chỗ, dùng phép màu mới lè mắt chúng sanh, ai ham linh theo nó tập tành, mà xa chạm bẫy khó mong sống sót. Và thầy dạy mình là không có thiếu cái chỗ nào hết. Rồi thầy dạy mình đoạn nè, bàn môn tài phép nào từ kêu chờ dẫm đất cũng thì dạ ranh mới cho trận thế liệu to, chớ theo tả đạo mà tan sát hồn, nó làm nhiều phép nhiều môn, mùa mê thuốc lú mới mê hồn chúng sanh. Cho nên là cái mùa mê thuốc lú này là theo như tư thấy, bởi vì mùa mê thuốc lú là phải nó làm những cái đồ dơ quế đặng nó cho mình uống, nhưng mà có một cái ai không biết thì nó giỏi nó hay, mà nếu ai mà biết tu tỉnh rồi đó, là nhìn mấy cái đó là không lợi gần, nhìn mấy cái đó là không bao giờ lợi gần đó. Cũng đây thì là Bạc Hà thì có số lượng nha, tại vì sớm giờ Bạc Thành cũng nghe được nhiều người thì Nhất Thành cũng đặt một số lượng nhiều đó, sáng giờ cũng đâu là cỡ 70 kg đó quý vị. Cũng tiện thay thì Bạc Thành cũng xin giới thiệu thuốc của Thành luôn, đây là thuốc đa xương khớp, trị cho những về thành phần đa xương khớp như là thần kinh tọa, gây cột sống, thuốc bắt cột sống đó, rồi những căn bệnh mà nói về xương khớp đó là trị được hết, những virus cũng trị được luôn đó, còn giảm tĩnh mạch luôn quý vị đó. Còn quý vị mà ai đó mà chưa tin tưởng đó thì cứ uống thử đi, uống thử trong vòng 7 ngày, chỉ có 350 một cặp, tiền ship 30 ngàn. Nếu ai nhận combo thì xin 20 ngàn nữa. Combo đồ có nghĩa là combo gồm là có là thuốc bóp, thuốc ngứa, thuốc kim sơn, thuốc chống mắt, thuốc đau tử, đầy đủ hết quý vị. Còn nếu mà ai đó mà không nhận combo đồ đó thì chỉ có 380 ngàn thôi, là cặp thuốc 350 và tiền ship 30 ngàn nữa là 380 quý vị đó, ba quý vị luôn, không có hết đó, phải không? Trả tiền của Thành, của Thành sẽ trả thuốc, của Thành sẽ hoàn tiền lại chắc chắn 100% đó. Thuốc gì nha quý vị, uống được tới 50 ngày là nha, 50 ngày một ngày uống 2 lần đó, tới 50 ngày lần mỗi hộp vậy nè, hộp bự, hộp bự một viên, hộp nhỏ một viên nè, chắc sáu lần cái chịu một lần đó, tới 50 ngày lần quý vị. Nhưng mà mình phải giữ nha, một đời một đạo mà đến ngày chung thân, chứ nếu mà mình một lòng mà tới 2 dạ đó thì trái đời gáy lấy 2 chồng, một nhà 2 chủ đó, sanh lòng tranh ăn thì đến chừng đó rồi đó thì mình không biết là mình đi về đâu, mình không biết là mình đi về đâu. Đặt ví dụ như bây giờ hầu đó giờ hầu xưa giờ mình tu theo thầy mình đi, cái bắt đầu bây giờ mình bỏ thầy mình, cái mình nói thôi tu theo thầy sao thấy không không đạt hay gì không đạt, tu theo thầy sao mà không đạt, thôi bây giờ để mình kiếm đường mình giải thoát cho mau, mình kiếm đường mình giải thoát cho nó mau, mình nhảy qua mình nhảy lỡ. Nhưng mà mình nhảy qua nhảy lỡ có một cái mình nhảy rồi đâu biết con ai dắt, bởi vì cái màn lớp này á là con Phật thì Phật dắt, mà con ma thì ma bắt, mà con quỷ thì quỷ diệt. Mà nếu mà mình á là cái chiếc thuyền mà không có bến, không có bến, không có bờ đậu thì mình phải bình bồng như vậy đó, thì bây giờ mình phải tìm cho có bờ có bến đặng mình đậu, bởi vì ông cố nói dân có khôn thì vịnh nhánh cam xe đó, ta nói đây phải ráng mà nghe, chẳng dám lậu cơ trời sợ lỗi, ta hết sức ra thân độ gỏi, chỉ đường ngay nẻo thẳng mà về đó, cho dân lập chữ chỉnh tề, cầu bá tánh hưởng bề mới an thọ. Bây giờ mình lập cái chữ chỉnh tề đi rồi ngày sau mình sẽ hưởng thọ được. Còn nếu mà bây giờ mình nhảy qua nhảy lỡ hoài chê tu theo thầy lâu giải thoát quá, tu theo thầy nghèo khổ quá, nhưng mà thầy đâu có kêu mình ngồi chỗ, đâu có kêu mình ngồi chỗ mình niệm Phật đâu, thầy kêu mình đi đứng nằm ngồi, mình cuốc đất, mình trồng khoai, hay hoặc là mình làm cái gì mình cũng già vẫn là niệm Phật được hết. Bởi vì tưởng nhớ Phật như ăn cơm bữa, giọng cửa quyền sớm tối mới màu, chữ Nam Mô mới dẹp được cái lòng sầu. Mà bây giờ mình không có cái chữ Nam Mô mà mình không có niệm Phật gì hết là cứ lo hung sùng cường bạo hoài, thì làm sao mà mình được giải thoát, mà mình đủ thừa là tu theo thầy lâu giải thoát. Thầy ổng đâu có dạy mình cái chuyện gì hung dữ đâu,
việc ăn, việc ở nè, việc tu hành nè, việc làm từ thiện nè. Thầy dạy mình không có thiếu cái việc gì hết, nhưng mà tại vì mình không có làm theo thôi. Thế thầy nói quy y thì khá làm y, giữ lòng thanh tịnh mới từ bi giúp đời được. Mà ngặt có một cái mình không có giữ cái lòng mình thanh tịnh được, mình không làm y theo thầy được, sao mình giúp được. Dạ, quá hay Tư. Vậy là cái ý đó là gì, là mình bây giờ mình phải gắng cố gắng một đời một đạo hả Tư? Dạ, một đời một đạo đến ngày chung thân. Mà bây giờ thấy dường như là tín đồ Phật giáo ảo á, là như nghe chỗ này linh tính, chỗ kia linh tính rồi chạy theo hả? Cái đó là biết xong, cái đó là cái tâm của mình. Cái tâm mình nó không có chuẩn. Nếu mà mình á tu là cái tâm với cái trí mình phải đi đâu đó, là mình mới hướng về, hướng thẳng về Đức Phật thôi đó. Chứ không có hướng về hai bên được, mình phải hướng thẳng về Đức Phật mới được. Là cái tâm mình hướng thẳng về đó, là bây giờ á nó có nhiều cái cuộc thử thách lắm. Nhưng mà có một cái, nếu mà cái cuộc thử thách mà mình không có qua được, bởi vì trong đoạn giảng của thầy nó nhiều thử thách đang gây con đó. Nếu ngã lòng không có tiêu tan, việc chi còn ở trần gian là điều quyển hoặc chớ mang trong lòng. Mình phải giữ, chứ nếu mà mình không giữ mà mình mang trong lòng mình rồi mình ngã qua ngã lỡ, mình tu mình siêu hoài thì nó đâu có tỉnh được. Dạ, như vậy là cái thời kỳ này là phải siết vô tu chứ không đợi gì nữa. Phải miết thôi chứ không có còn gì nữa. Nhưng mà bây giờ Tư thấy như cái cảnh mà động đất đồ này kia như vậy, theo mình thấy ở đi bán rau gì là hôm nay thấy nghe tin gì không? Cái đã mà trong sinh giảng thầy cũng có nói đó, khắp thế giới cửa nhà tan nát rồi đó. Bây giờ sụp đổ ầm ĩ đó, sụp đổ ầm ĩ, rồi lớp thì chiến tranh đó, rồi lớp thì dịch bệnh đó, chết chóc đủ thứ đó, là nó đã có rồi đó. Mình là cái người đạo mà, cái mình cũng theo dõi những cái màn ảnh của trên trước, cho nên là mới bước ra ngoài. Thì bước ra ngoài sẽ nhìn hết cả cái bầu trời luôn. Thì nhìn về cái đoạn núi Ông Cấm thì rất là hào quang. Hào quang rất là đẹp lắm nha. Hào quang mà chiếu là đủ màu đủ sắc hết. Nhưng mà cái hào quang đó sẽ có một cái chiếc thiền. Có một cái chiếc thiền ở trên cái hào quang đó, và có một cái ông ngồi trong cái chiếc thiền. Là cái đó là cái Tư thấy là cái đó là rõ ràng, chứ không có nằm trên bao nha. Là Tư thấy cái đó là rõ ràng luôn đó. Là hiện tại là cái bắt đầu Tư mới tính bốc cái điện, đặng điện cho cái bà bạn, nói điện cho bà, đặng cho bà ra, đặng cho bà nhìn thấy cái cảnh hào quang này coi. Như vậy là cái điện bà không được, điện bà cái bà không có bắt máy. Cái bắt đầu Tư mới hỏi chứ cái lúc đó hầu ngày hôm qua tôi điện mà chị ở đâu mà chị không có bắt máy. Cái nói ủa sao cái điện tôi sao mà tôi không nghe reo. Như vậy tại vì bà không có cái căn duyên. Mình thấy như vậy là chắc bà không có căn duyên, cho nên bà không có được thấy. Là mình thấy hiện tại luôn mà hào quang dữ dằn lắm. Hào quang mà chiếu ánh sáng hết trơn. Mà có một cái là ở trong cái hào quang đó nó sẽ có một cái chiếc thiền. Có chiếc thiền mà có một vị ngồi trong cái chiếc thiền đó không? Vì là cái đó đó ha. Dạ. Rồi còn mà cái phần mà trong khi mà Tư thấy mà khi mà những cái người mà bị hành phạt ở dưới địa ngục đó Tư, nghe nói thấy ghê rồi Tư. Thì bây giờ ở trên dương gian mình, cái người mà làm không đúng không phải thì bị tù tội. Thì cái người bỏ xác rồi mà không có lo tu mà gây cái tội đó, bởi vậy mới đi xuống dưới địa ngục. Đường địa ngục thì chen dai đi xuống, mà lên thiên đàng ít kẻ giảng lai. Là tại vì mình không có tu, mình không được lên thiên đàng đó. Cho nên mình phải đi xuống dưới, mình phải trả cái nghiệp trầm ngâm ở dưới. Bởi vậy nếu mà ai mà biết cái lực nhân quả rồi, nước thì có, nhưng mà cái nước mình ở đây là phải gán nha. Anh chị em đồng đạo mình đây là phải gán trì tâm. Gán trì tâm mà niệm Phật trì trí. Chứ còn nếu mà không có niệm Phật trì trí mà bây giờ niệm Phật mà yếu yếu rồi đó, là kể như rồi là bị diệt hết trơn. Cái Tư nhớ cái câu mà Đức Thầy nói ngày tiêu diệt từ năm Bính Tý đó, đến năm nay tái lại một lần đó Tư. Dạ. Tức là năm mà bị ấy đó, bị bão ở đâu hình như bão số 5 gì đó Tư nhớ không? Cái bão dữ dằn lắm, bão mà chết.
Một gia đình chết 3-4 người, 2-3 người là ở cái miệt dưới mình ha. Cho nên là mình thấy cái cảnh đó, nhưng mà cái cảnh nước Việt Nam của mình đó, là mà sao ở đây mình ít có thấy ai chết hả Tư? Cái từ khi mà mình, cái tại vì ở đây là mình là cái đất Phật nè, cái đất Phật. Mà bây giờ tôi hỏi cậu, bây giờ cậu tu mà cái ông Phật với ông Phàm cậu theo ai? Ông Phật thì lúc nào cũng phải theo ổng chứ. Chứ làm sao? Đã ổng là Phật rồi mà ổng chỉ dạy mình, mà mình không theo ổng mà mình theo cái ông Phàm sao được? Nhưng mà ông Phàm không phải là tôi không theo, nhưng mà nói á, mà đúng theo cái chân lý của Đức Phật thì tôi cũng vẫn nghe. Mà nếu mà ông Phàm mà ổng nói mà không trúng chân lý của Phật rồi tôi không nghe. Mình phải giữ cái tâm đạo mình mới được, mình mới đi cái con đường ngay thẳng được. Chứ mà nếu mà mình không giữ cái tâm đạo mình rồi đó là mình không có đi con đường ngay thẳng được. Là tại vì hầu đó, lúc đó là tôi nhớ là tôi còn nhỏ nhỏ xíu nha. Như vậy là bão đó, cái cơn bão quánh rồi đó. Nhà cửa gì đó kêu bằng sập lạng đã hết trơn. Nhưng mà cái lúc đó là cái cơn bão đó, đó là cái nhà ông cậu ba của tôi nó sập sẹp lép xuống luôn. Cái chuồng heo của ổng đó ha, trời ơi, sập cửa chuồng heo của ổng nó bung ra nó lội. Như vậy là bắt đầu ha, ở đằng đẳng la lên ông cha tôi đằng này, ổng nhảy dưới nước ổng lội lên. Bảo gì một cái ha, tôi nói ha, ở dưới đâu có dám ở trên cái nhà. Cái lúc đó cũng có cái ghe bự bự, cái bắt đầu xuống ghe hết, sợ là nếu mà ở trên cái nhà, sợ nhà sập đi xuống nó đè mình xuống dưới nước luôn. Cho nên là mấy đi xuống dưới ghe ngồi. Nhưng mà lúc đó gia đình tôi nói chung ra cha mẹ tôi gì người nào cũng biết lo tu, biết lo tu, biết lo niệm Phật cúng lại hàng ngày. Cho nên là từ cái chỗ đó là hầu đó thì ông bà mình cúng lại, rồi cha mẹ mình noi gương theo cúng lại. Thì mình lúc đó mình nhỏ xíu nhưng mà mình cũng vẫn cúng lại, là bài cúng đồ là mình cũng thuộc bình thường luôn, mình cúng bình thường á. Nhưng mà hầu đó ông ngoại ông khó lắm nha, nhỏ nhỏ vậy nhưng mà ai về gia đình của ông ngoại đó là chiều ông ngoại cúng rồi đó là ông ngoại ổng khó 3 tiếng chuông, là con cháu gì là cứ đi ra mặc áo vô cúng, chứ không có đợi mà nó tới giờ cúng mà kêu hồ hơ hú vực, không có vậy đâu. 4 giờ ông ngoại thức dậy cúng rồi phải không, là ông ngoại ổng gõ 3 tiếng chuông, ổng nhang khói rồi là ổng gõ 3 tiếng chuông rồi là con cháu sẽ thức dậy cúng đều gan hết, chứ không có được nằm ngủ. Ông ngoại hồi đó ông khó lắm, không có cho đi chơi bờ này kia là này nọ ha, mà phải lo cúng lại. Cho nên là từ cái chỗ đó tư cũng thấy ông bà cha mẹ mình vậy, mình cũng phải noi cái gương theo, mình phải nói theo, nói gót theo sao chứ. À mà Tư, cái điều này thấy lạ là Tư có kể qua hồi kỳ hổm giữa Tư với anh em ngồi chung đó, rồi Tư kể về đó là Tư thấy được thầy hay là gì đó lúc đó đó Tư, cái đó lúc đó là cái đó là chim bao hay sao Tư? Cái chim bao thôi chứ không phải là, nhưng mà không thấy cái hiện đại nhưng mình thấy chim bao. Còn mà cái mà mình thấy mà cái hào quang này đó. Cái hào quang này là mình, cái này là mình thấy cái hiện tại là tại vì cái giấc chiều mà, nhưng mà sao cái mà mình thấy ở trong nhà của mình sao mà nó sắc, ráng lo tu, ráng lo niệm Phật đặng giải thoát đi lên, chứ đừng để mà cái con đường đi xuống. Cái con đường đi xuống này là bây giờ mình nhìn thấy là bây giờ các chùa chiền này kia cũng có để hết trơn đó, cũng có để là đường địa ngục và đường thiên đàng đó. Thì bây giờ mình làm chi thì mình hưởng lấy, trồng cây lành thì vị ngọt thơm tho, mà tuy không thấy mà sao chẳng mắt. Thì bây giờ là cái con đường đó là mình phải chọn cái con đường đặng mình đi. Nếu mà ai mà không chọn con đường đi mà đi xuống dưới địa ngục là rất là khổ, đi lên thiên đàng rất là sung sướng. Đi lên thiên đàng đó là theo như tôi, cái giấc chim bao tôi thấy đó ha, là cái tôi đi lên một cái cảnh này đó. Cái cảnh này tôi không biết cái cảnh này ở đâu nha, mà đường lộ thì rất là bự mà thẳng băng, nhưng mà cái hai bên đó là bông hoa rực rỡ, rất là đẹp luôn. Nhưng mà có mới đây nè, mới đây, nhưng mà mình có không biết là mình không có cái tư tưởng gì. Nhưng bữa đó mình đi bán rau, cái bắt đầu bà bạn má mới kêu á, đem rau vô nhà giùm.
tại vì bà bị tai biến, bà đi ra không được, như vậy tư cái bắt tư mới đem dao vô nhà cho bà. Thì tư bước vô vừa tới cái cửa nhà của bà, cái không biết sao mà cái mùi thơm á, mùi thơm gực gỡ nha, phực lên ha, tư nghe cái thơm dữ dằn thơm lắm. Cái tư mới hỏi vậy chứ chị à, ở đây mà chị cúng nhang gì mà thơm dữ à? Cái chị nói nha, cũng cúng nhang bình thường đâu có gì đâu chị Tư, mà chị nghe thơm dữ lắm hả? Nó ừ, nó tôi nghe thơm phục lên cái mùi thơm dữ dằn lắm nha. Cái tôi nói là chị cúng nhang thơm hay gì mà, nhưng mà nhìn lại cái bàn thờ với bàn Phật Thiên á thì không có thắp nhang, mà cái cách làm sao mà đương nhiên mà phục lên cái mùi thơm thơm, mùi thơm ngào ngạt lắm, dễ chịu lắm. Cái tôi cũng tưởng đâu là chỉ đốt nhang thơm á, nhưng mà ai hờ đâu nhìn trở lại thì chị không có đốt nhang thơm. Nhưng hỏi chị thì chị nói chị cúng nhang cũng bình thường. Ghê ha. Mà theo Tư nghĩ bây giờ, theo con nhiều Tư cũng đi nhiều nơi nhiều chỗ, mà Đức Thầy nói là cái thời kỳ này các đạo tà nó mưu khéo âm thầm đó, dân gián chánh kẻo lâm mà cổ như vậy, là cái thời kỳ này là Đức Thầy đã nói vậy là nó có chưa Tư? Bởi vì bây giờ cậu nghe một đoạn Thầy nói nè, trời mở cửa quỷ dương xuống thế, cho nên Thầy mới ra tay cứu tế khuyên chúng sanh hãy gắng tu hành nhé. Hãy gắng tu hành, cho nên đó là một đoạn đó, một đoạn này Thầy nói là ra đi dặn lại lại ha, các đạo tà mưu khéo âm thầm, dân ráng tránh kẻo lâm mà khổ, chúng nó xuống phiên răng nhiều chỗ, dùng phép màu mới lè mắt chúng sanh, ai ham linh theo nó tập tành, mà xa chạm bẫy khó mong sống sót. Là thầy dạy mình là không có thiếu cái chỗ nào hết. Rồi Thầy dạy mình đoạn nè, bàn môn tài phép nào từ kêu chờ dẫm đất cũng thì dạ răng, nói cho trần thế liệu to, chớ theo tả đạo mà tan sát hồn, nó làm nhiều phép nhiều môn bùa mê thuốc lú mới mê hồn chúng sanh. Cho nên là cái bùa mê thuốc lú này là theo như tư thấy, bởi vì bùa mê thuốc lú là phải nó làm những cái đồ dơ quế đặng nó cho mình uống, nhưng mà có một cái ai không biết thì nó giỏi nó hay, mà nếu ai mà biết tu tỉnh rồi đó là nhìn mấy cái đó là không lợi gần. Nghe nó ớn quá ha. Nhìn mấy cái đó là không bao giờ lợi gần. Ghê quá. Cái là hiện tại ha, là tôi nói thiệt ha, tôi cũng có nhiều cái tánh linh nha. Nếu mà tôi làm bạn với người đó ha, mà tôi bước lại tới nhà người đó chơi ha, mà cái tôi thấy ha những cái chuyện quái kỳ rồi là tôi không đến nữa. Tôi không chịu đến nữa, chứ không phải là tôi chịu đến. Là hồi đó tôi cũng có cái người bạn này cũng thân lắm, nhưng mình không nói tên thôi. Mình không nói tên, mình chỉ nói thân lắm, nhưng mà rủ tôi lại nhà chơi. Thì tôi lại nhà lần thứ nhất, tôi bước làm như là mình cũng có cái căn duyên, mình cũng hạp á, cho cái mình thấy cái bước đường đó, cái bước đường tà đạo mà nó làm là, bởi vì Thầy nói bàn môn tại thép nào tường đó, là nó làm cái bùa mê thuốc lú đặng cho là mê hồn chúng sanh, là em thấy rồi là em dạt liền, em không bao giờ bước tới mấy cái nhà đó nữa. Là làm như là mình cũng không có cái căn duyên với mấy người đó, mình có căn duyên với Phật rồi, thành ra trên trước cũng cho mình biết những cái đoạn đường như thế đó, là đặng mà mình biết đường mình tránh. Chứ nếu mà không biết mình lũi vô nó cho mình uống đó mình chết à. Vậy chứ mình mà có mình mê mình lú rồi là mình chết à. Dạ cho mà coi. Vậy chứ mình có mình lợi tới mình biết trơn à. Vì là cái ý Đức Thầy nó là sau này là cảnh tà nó xuất hiện nhiều hả cô? Đúng rồi. À, như vậy là theo như mình nghĩ là Đức Thầy nói là đạo quỷ dương rất nhiều chi nhánh, khuyên dương chặn sớm tránh mới màu. Để ngày sau, như vậy là ý gì là sớm tránh mà mình tránh mấy cái đó hay sao? Thì bây giờ nói chung ra mình thì cái đạo mình thì mình chỉ đoàn kết thôi, mình không chia áo gả bông. Nhưng mà có một cái là phải hợp tác, gieo trồng giống tốt, mà nếu người ta không sửa đổi thì mình phải lánh xa. Em nói anh hai vậy, nếu mà người ta không sửa đổi mình phải lánh xa thôi, chứ mình không nên gần. Nếu mình gần mực thì đen, mà gần đèn thì sáng. Mà mình gần mấy cái người đó rồi, dù cho mình có sáng chăng đi nữa, mình gần mình cũng tối giống người ta. Cho nên mình phải tầm cái con đường sáng suốt để mình đi.
không có nên tầm một cái con đường mà u tối như thế đó, rằng mình đi phải được rồi đó. Nhưng mà có một cái là bây giờ nó cho mình uống ba cái bùa mê thuốc lú đó, bây giờ mình khôn đi. Mà nó cho mình uống rồi mình cũng không được biết cái gì, không được biết cái gì là để tôi kể một cái đoạn này cho anh hai với cậu mình nghe nè. Một cái đoạn của chị em của dì Tư Yết đó. Dì Tư Yết là bả cũng là tu, bả theo thầy là cũng lâu năm đó nha. Bả chỉ uống là nước cúng với giấy vàng thôi. Nhưng mà có một cái ở dưới em bả quen với cái bà bạn ở dưới Mương Lớn nè. Như vậy là cái bà bạn này bả tu, bả đi chùa đi chiền rồi là bả mặc cái áo bà đen với một cái quần đen em. Nhưng mà con cái bả tả đạo mà không biết. Cái bả tả đạo mà không biết. Như vậy là bắt đầu mới rủ đi xuống nhà của dì Năm, em của dì Tư Yết này nè chơi. Đi xuống dưới bả ngủ ở dưới một bữa, bả mới nói vậy nè. Bả kêu ấy, em của dì Tư Yết nó nói dì Năm à, cái nhà của dì Năm có kim cương hột sọt. Cái bà Năm mới hỏi chứ làm sao mà chị biết. Cho nên không, cho tôi xuống đây tôi ngủ đêm nay tôi thấy là cái nói mà tôi thấy mà kim cương hột sọn này nó nằm trước cửa nhà gì. Cái bắt đầu bà Năm bà nói chàng ơi, ông chồng tôi cũng khó lắm. Tại vì ông theo mấy ông cách mạng này nè là người ta không có tin dị đoan đâu đó. Mà mình lỡ đó mình đào mình sớ lên dễ gì ông chịu. Bà này bà mới nói không đâu, không có đào không sớ gì chứ. Bây giờ cúng kiến này kia nọ hoàn thành hết trơn đó em. Là ở dưới là người ta dưng đưa lên. Mình trên này mình chỉ hốt đưa vô thôi. Mình chỉ hốt mình đem vô thôi. Bà này nghe nói phái quá. Bắt đầu quá lấy không có tiền phải không. Bà kêu lo 10 triệu 20 triệu 50 triệu 20 triệu đưa viết cho một đống tiền cho mi đâu. Thì đó hình như là bà đưa 45 triệu hay là 55 triệu gì đó, gần 60 triệu. Bắt đầu dì Tư, dì Năm ơi, dì đưa tiền cho tôi mua mấy cái qua ly đặng mà tôi sửa sản, tôi đi xuống với dì đặng mà ở dưới người ta đưa lên đó, kim cương hột sòn người ta đưa lên đặng mình hốt mình để vô qua ly. Bà này cũng đưa tiền, nhưng mà có một cái là bà làm ba cái bùa mê thuốc lú mà hai bà không biết gì chứ. Ngơ ngơ ngáo ngáo kêu đưa nhiêu, kêu đưa 10 triệu, đưa 20 triệu, không có tiền bây giờ cũng chạy đi mượn vàng, mượn quơ đồ này đồ kia đặng hỏi, đặng mà đưa nữa. Như vậy bắt đầu tới chừng mà bà lấy được cuộc sao này nữa, cái bắt đầu bà làm hỏi chị ốc ơi, chừng nào chị mới đi xuống với tôi, chừng nào chị mới xuống dưới vụ đó. Bắt đầu bà làm thinh cái sao nữa, cái điện cho bà cúp máy luôn. Bà nghỉ nghe, bà không nói chuyện qua lợi gì trơn. Bà này bà tức mình quá, cái bắt đầu im gu cái lên cái biết làm sao giờ, làm sao lấy tiền lại được. Cái bắt đầu cái bắt đầu mới mượn tôi, nói bây giờ á dì nhờ con đi với dì, là trong khi đó làm kêu xe đò của ông Sáu Nghĩa này nè chở đi, đi xuống dưới. Cái bắt đầu á bà trốn mà không ra nói chuyện. Cái thằng trai bà ra nói mẹ tôi đi khỏi à. Cái tôi hỏi mẹ đi khỏi chừng nào mẹ mới về, đâu cưng điện cho mẹ coi chừng nào mẹ về, có dì Tư với dì Năm rồi xuống nhà nè. Cái bắt đầu nói không biết nữa, mẹ tôi đi không có điện thoại được, không trả lời vậy nha. Cái bắt đầu bà Năm bà giận bà la làng lên, bà la lên. Cái tôi nói đừng la mà bây giờ thôi, bây giờ tôi nói với cậu như vậy nè, bây giờ cậu về nói với dì Út. Cái số tiền này á, dì Út ăn của dì Năm phải không? Lấy của dì Năm phải quần trả lợi. Nếu không trả lợi làm đơn đưa lên công an giải quyết. Dì Út khỏi có người mà cái bắt đầu á, tôi nói vậy ha, cái bắt đầu tôi kêu bà Tư với bà Năm đi ra về đi. Thì mới đi ra về, mới chạy xíu bà Út này điện theo liền. Bà trốn trong buồng á, mà bà không ra nói chuyện á. Cái bắt đầu điện đó bà Tư ơi, thôi dì Tư ơi, ba tiền đó dì Năm để vài bữa tôi quần lại cho. Bắt đầu á bà quần lại, bà điện dì Tư bà nói vậy nè, tao cũng mấy ngày vậy. Bắt đầu điện bà Tư Yết nói dì Tư ơi, ngày mơ tôi đem tiền lên trả cho dì, mà tôi không có lên nhà dì, mà tôi đi lên chuộng ba. Thôi giờ chị dì đi lên chuộng ba đi, hai chị em mình cúng ông ba luôn rồi tôi trả tiền cho dì.
nói vậy ha, cái bắt đầu bà Tư Yết này bà cũng sợ, tại vì bà bị rồi, bà bị vụ đó bà sợ rồi, bà mới chạy xuống tôi. Bà chạy xuống tôi là giấc tối là tôi tính sáng là tôi đi thấy gao đó. Bà nói con ơi mày làm ơn mày cứu tao. Bây giờ bà Út bà điện tao là ngày mơ bà đem tiền lên chuộng ba bà trả cho tao. Mà bây giờ tao chớn tao đi mình nên tao sợ dữ lắm rồi. Bây giờ bị gì bị như vậy rồi cho nên là tao sợ dữ lắm rồi. Bây giờ mày với chú Sáu với thằng Dũng đi tiếp tay với dì Tư đặng đi lên trển đặng bà trả tiền mày coi giùm tao. Bà này bà cũng khôn cũng khiến anh hai. Dạ dạ. Cái thấy vậy cái em đâu đi thấy gào nghỉ. Nghỉ đi thấy gào cái bắt đầu mới đi lên trển. Lên trển vô chuộng ba ngồi cái bắt đầu mấy đồng đạo mình mấy gót nước này kia ra uống. Uống cái bắt đầu bà đi lên. Bà lên bà không vô chùa. Cái bà ở ngoài chỗ mà cái mộ của ông ba mà ở cái vách mà trong cái lùm á. Cái bà ở đó đó. Bà điện dì Tư mới nói tôi lên tới chuộng ba rồi nè sao tôi không gặp gì. Bắt đầu bà Tư này bà nghe nói vậy bà cũng quảng hồn bà Thủy ơi mày đi lên tới chuộng ba chưa. Nói tôi ngồi ở đây nè chứ đâu. Cái này bổ bả lên trển này mày gặp bả không? Cái tôi không có gặp bả đi vô chuộng ba mà tôi gặp ai thấp thoáng núp lùm ở ngoài cái bụi ngoài đó đó. Cái bắt đầu nó gọi bả đó chứ không ai chứ. Bà này đi lên cái ghế ngồi bắt đầu hai bà ngồi nói chuyện cái đấy. Cái bả nói gì nè, dì Tư ơi, dì lỡ đặng cái vỏ sắp tôi dì lấy giùm cái chai nước. À, dì đem lại dì nguyện giá với ông ba lại đây cho tôi uống một miếng đi. À, tôi mệt quá. Cho tôi uống một miếng đi rồi tôi khỏe khỏe rồi tôi trả tiền cái gì lỡ đây gì đếm tiền. Bà này nghe lỡ vỏ sách có chai nước chẳng sẵn. Bắt đầu sách đi cái tôi nói bà đâu à. Tôi núp ở ngay trang gốc dừa tôi gặp bà Tư đi ngang. Cái bắt đầu ủa mày lên đây mày ngồi đây hả. Ừ tôi ngồi ở sau lưng bổ từ sớm giờ nè tôi thấy mấy bà nói chuyện mấy bà làm gì tôi thấy trơn á. Nhưng mà tôi không ra mặt thôi. Bà đem chai nước chở vô đi. Bà đưa cho bổ uống đi nó tôi trái rồi nó bổ uống đi. Nói vậy thôi ha. Bắt đầu á, bà lấy chai nước bà uống rồi phải không? Cái bắt đầu bà kêu bà Tư á, thôi ở ngoài đây sợ người ta thấy, thôi đi vô đây nè. Bà dẫn bà Tư đi vô thuốc ở trong cái lùm á. Bà ở trong cái lùm á, nó nghe nó có hai cái ghế đá. Ha. Cái bắt đầu dẫn bà Tư đi vô đó rồi cái nói lại đây đi để tôi trả tiền. Dì ngồi xuống đi, người dì điếm là em ở sát bên bả nè mà bả đâu có thấy em đâu. Bả mặc cái áo gió túi cũng bự nha. Bả thọt tay vô bả móc tiền ra bả nói nè tôi trả tiền cho dì này dì điếm đi. Thì dì Tư Yết này mới vừa đụng tiền thôi chưa tháo ra được tiền nữa, chỉ cầm tiền lên là mới đụng tiền thôi là bắt đầu dì Tư Yết này bả ngã gục xuống liền. Bả ngã gục xuống liền là bả chết queo, bả không còn biết gì nữa chân nha. Thì là bị gì lúc mà bả vừa móc tiền ra là em vừa bước lại mà bà Út bà không có thấy. Thì bà Út bà Tư này bà vừa đụng tiền là bắt đầu bà xỉu là em chụp ngang bà liền. Em chụp ngang bà liền. Bắt đầu đó là em nguyện giáng với ông ba rồi hả. Em vuốt ra. Em vuốt lấy bùa ra rồi hả. Là chút xíu là bắt đầu nói chuyện ba bốn tiếng nói là bà Tư Yết bà tỉnh lại liền. Bà tỉnh lại cái bắt đầu kêu dì Tư Yết. Dì Tư Yết bà tỉnh chưa. Cái bà nói tỉnh rồi. Tôi nói dì đâu dì niệm Phật coi. Dì niệm Nam Mô Di Đà Phật nhiều vô coi. Niệm Phật vô, cái này Phật cứu gì thôi chứ không ai cứu gì được, ông ba với Phật cứu gì. Cái bắt đầu bả niệm Phật vô. Bả niệm Phật rồi hen bắt đầu vuốt lấy bùa ra, anh Sáu anh đứng ở sau lưng, còn tôi thì đứng ở trước. Tôi kê cái ngực bả vậy nè hen, tôi vuốt cái ngực bả hen ba cái hình một cái hen. Bắt đầu tôi vuốt đưa ra bả mở mắt liền, tôi vuốt ba cái là bả mở mắt ra liền đó. Cái bắt đầu á. Bả tỉnh rồi cái tôi nói bây giờ bà khỏe chưa? Bà tỉnh chưa? Bà niệm Phật cái bắt đầu bà tỉnh cái tôi nói vậy thì thôi. Bây giờ dì Út trả tiền cho bà Tư phải không? Đưa tiền ra trả đi. Cái bắt đầu bà móc tiền ra bà trả. Bà trả cái bắt đầu giáp đó bà Tư bà đâu dám đụng tiền nữa. Cái bà nói Thủy con với cậu Sáu coi đếm tiền giùm dì Tư đi. Tôi đếm tiền liền, tôi giặt tiền ra tôi đếm liền. Ba tiền nào cuốn hả tôi xè ra hết tôi đếm luôn. Tôi đếm rồi đàng hoàng trơn cái bắt đầu bà nói thôi giờ bà trả bà trả 30 triệu bây giờ cho bà thiếu lỡ 18 triệu đi tới lễ ông cố rồi bà đem lên bà trả nha. Bà trả 30 triệu còn 18 triệu đúng rồi. Cái bắt đầu tôi đếm tiền rồi xong chân cái bắt đầu tôi đưa trả lợi cho anh Sáu. Thế tôi nói nè cái số tiền này nè anh bỏ túi giữ chút nữa đem về nhà cho dì Tư. Nhưng mà bà Tư bà không dám đụng tới tiền thiệt, giác đó bà quản rồi, bà hết dám đụng tới tiền rồi. Rồi cái bắt đầu về ha. Cái cậu biết không? Như vậy là vừa bước ra rồi đó là bà quất cho bà Tư này chặt nữa liền.
quất cho bà Tư chập rồi quất luôn ông Sáu chảnh luôn nữa. Nhưng mà tôi nói hăng là bước ra đi rồi cái bắt đầu bà nghe bà kia kêu á, dì Tư ơi, dì Tư, dì trở lại đây tôi nói này dì nghe nè, bà này trở lại liền, bà này trở lại cái bắt đầu bà hỏi vậy nè, cái cậu đó là ai vậy, cậu đó là ai mà dì dám đưa tiền cho cái cậu đó dữ vậy, mà dì đưa dữ vậy coi chừng mất à nghe. Bà này bà trả lời có một câu thôi anh hai, không có sao, cái này là cháu của tôi. Chỉ có trả lời một câu thôi là tôi nói với anh em, bước bằng đây lỡ tới cái mộ là hai giò bà Tư này nè, quét cũng như là tôi nói với anh là bị tai biến quỵ xuống luôn, là không còn đi được luôn hai cái giò bà. Ừ, cái bắt đầu là cái tôi kè bà vô trong ông ba luôn, cái tôi nói bà ngồi đây, bà ngồi chân chỗ mà Tam Bảo nè, rồi bà cúng bà nguyện giấy đi, bà nguyện giấy với Phật với Tam Bảo đi, rồi xong xuôi chân đi rồi tôi cúng rồi tôi sẽ tính. Bắt đầu tôi vô tôi cúng rồi đàng hoàng, tiên tôi trình với ông ba tôi cúng rồi, cái tôi nói con đi về, hai người khiêng bả lên xe, khiêng bả lên xe cái anh Sáu trở về. Như vậy là trở về tới nhà là tôi nói với anh hai đó ha, là bả tai biến luôn, không còn nhúc nhích, không còn cự quậy gì được chứ. Bắt đầu em nguyện giấy rồi phải không, bắt đầu em thỉnh giấy vàng với nước cúng em cho uống vô rồi ha, là em lấy cái đồng xu em kê em vuốt xuống giày một cái đó em nói với anh ha, ở dưới nhượng nè tàn là chữ không. Trời ơi, cái ghê vậy. Còn ha, cái này nè ha, vuốt cái này rồi ha, nguyên cái hình nhân nằm đây bành kia luôn, nguyên cái hình nhân luôn vuốt ra rồi đàng hoàng chân ha. Cái bắt đầu kêu nhỏ dâu quá đi kiếm chín thứ gai, chín cây đinh sét, chín thứ bông đem về để vô trong cái nồi, nguyện giấy trình với cửu quyền, trình với Phật rồi nấu đi. Nấu xong rồi đàng hoàng trơn ha, là bắt đầu vô ha, là bắt đầu dì Tư cứ việc xong ha, xong rồi là bắt đầu cái nước đó xối từ trên đầu xối xuống, dì Tư xối vuốt ra luôn, rồi là bắt đầu một chút xíu là tắm cái nồi bông đó, rồi là bắt đầu bả thẻ bả ngồi vậy liền một chút xíu, cái bắt đầu bả thẻ rồi cái thằng rể của bà Út đó ở dưới đi lên, đi lên cái hỏi chứ dì Tư khỏe không, dì Tư bà Tư này phải trả lời khỏe, mà bà thấy rằng ghế bà kia lên là bà cũng hết hồn rồi nha. Cái bà kia chạy vô không biết, bà kia giỡn cường, giỡn cường, mày điên cho chị Tư mày lẻ lên ha, thằng con bà Út lên tới nữa rồi, bà này bà sợ rồi. Cái bắt đầu á điện lên, tôi đang bưng cái gỗ ra ngoài đồng nặng tôi hái nắm rau nặng vô tôi luộc, mà bà điện cái bà nói lên liền chị Tư ơi, thằng ghế của bà Út nó đi lên tới rồi. Thì vừa lên tôi vừa bước vô là tôi kính lễ cử quyền, kính lễ Phật, kính lễ thầy, ngồi đàng hoàng chân. Bắt đầu tôi ngồi xuống hỏi dì Tư khỏe hay dì Tư? Dì Tư khỏe hả? Bà nói ừ khỏe. Bắt đầu thằng rể bổ đứng dậy liền. Đứng dậy cái bắt đầu nó thôi để về nghe dì Tư. Tôi nói không, cậu ngồi đây nghỉ đi. Sao tôi mới lên cậu về ơi? Ngồi đây đi nói chuyện rồi chơi chút cái gì. Nó không được về mới được cô ơi. Rồi là tôi vừa bước vô là tôi vừa ngồi xuống là nó đứng dậy đi về liền. Vậy ha. Cái đó là chính mắt tôi thấy rõ ràng luôn. Tôi thấy là bốc tiền vô có rồi, cái là vừa đụng tiền thôi là bà Tư biết ngã gục xuống liền. Ngộ, ngã gục xuống liền. Cái đúng là tại khiến bà đó là gặp được cô Tư là coi như khiến cho thôi là nuốt vô, cái đó không trôi đó cái bằng nuốt thì dội á. Cái nếu mà không có tụi tôi ở đó đem là ý chắc bà làm vậy đặng mà bà trả tiền bà này, đặng mà bà này bà gục vậy là bà lấy tiền bà đi nữa, bà đúng là bà lấy tiền nữa là nó cái là không trả luôn đó, lúc đó là tôi trả cho cô rồi ở trên chuộng bà, là tôi trả cô đếm tiền rồi mà cô để ta lấy mất thằng sao tôi đâu biết, ta nói vậy đâu có làm gì người ta được. Quá ghê ha. Rồi cái biết không, như vậy là còn nợ 18 triệu cái bắt đầu bà hứa là lễ ông cố bà lên chùa Ghe Sáo bà trả. Như vậy là bắt đầu bà lên bà điện bà Tư, có điện mà Tư nói tôi lên trên chùa rồi cô xuống đi tôi trả tiền. Bắt đầu bà Tư biết là bà đâu có dám đi mình lên. Cái bắt đầu bà mượn tôi với anh Sáu nữa. Cái cái bắt đầu anh Sáu kia thì anh ngồi ngoài cái quán nước, còn tôi thì đi thẳng vô luôn. Tôi đi thẳng vô cái bắt đầu tôi gặp bà đang ngồi trong bà gọt đồ. Cái tôi lợi tôi ngồi sát bên bà luôn. Cái tôi nói gì Út, gì lên nào hả? Nói vậy ha, cái bắt đầu bà nói mới lên, bắt đầu bây giờ bà gặp tôi cái bà buồn chứ, bà đứng dậy đi, tôi nói
Sao không ngồi đây chơi mà gì bà chưa chơi mà đứng dậy đi rồi. Nè, thôi để tôi đi ra đây có công chuyện. Cái bắt đầu đi ra cái vậy không trả tiền cho bà Tư đó. Gặp có tôi đó không trả tiền cho bà Tư đó, cái bắt đầu nói với bà Tư vậy nè. Bây giờ bữa nay tôi lên mà tôi không có tiền trả cho gì. Thôi để vài bữa đi. Nói bà Tư vậy nha. Mà mới điện cho bả thắc thì nè, mới điện là cô đi xuống chùa Gai Sáo đi, tôi trả tiền cho cô. Mà đi xuống đó bà không trả. Bắt đầu bà điện bà Tư Yết này nữa. Bà điện bà kêu đâu bữa nay tôi lên trả tiền cho cô nè, cô đi xuống dưới đình. Đây chân đình mình nè, đình Bến Đò mình nè. Đó, đi xuống đó bắt đầu bà đi ra sau hè nữa. Bà Tư Yết này bà điện cho tôi mà tôi đương đẩy xe gao nữa chứ. Bà chạy xuống đó thỉ ơi thỉ bổ bà đem tiền lên mà bà nói bà ở dưới đình á. Bà kêu tao đi xuống dưới đình, tôi nói bà đi xuống đi. Rồi tôi đẩy xe gao tôi đi xuống, tôi đi ghiếc xuống, chắc đó tôi đâu bán gao đâu. Đẩy trên này đẩy xíu xíu xuống, xuống dưới gặp bà. Gặp bà cái bắt đầu bà giác đó bà trả tiền cho bà Tư, biết bà nói sao. À, để tôi điện cô xuống đây tôi trả tiền cho cô. Mà cô điện cho mấy người đó hoài, cô kêu mấy người đó hoài. Bà nói vậy bắt đầu bà Tư này mới nói tôi đâu có điện cho nó đâu, tôi đâu kêu nó đâu. Tại nhà nó ở sát bên đây đó. Bà sợ gần chết bà luôn, bây giờ bà gặp bà sợ dữ dằn đó. Thấy không? Thấy cái người tu mình mà lọt vào cái vòng đó rồi bắt đầu tôi mới nói nè. Bởi vậy á, thầy nói mà gì không có nhớ. Thầy nói cái câu thầy nói bàn môn tài phép nào tường. Nó kêu trời giẫm đất cũng thì dạ răng mà nói cho trần thế liệu toan. Chớ theo tả đạo mà tan sát hồn, nó làm nhiều phép nhiều môn bùa mê thuốc lú. Mấy mê hồn chúng sanh đó, bây giờ mấy bà lọt vào cái dòng mà bùa mê thuốc lú rồi đó. Là mấy bà thất tỉnh chưa? Ghê quá ha, cái này nghe ghê, đó giống như cái tại vì sao bây giờ nếu mà có kim cương hộp sòn thì người ta hốt người ta ăn hết, ai đâu cho mình ăn đâu, ai đâu mà đem cho mình, phải không? Nhưng mà ở đâu mà có kim cương hộp sòn mà ở dưới mà dưng lên mà mình trên này mình hốt.